Tin thế giới. Triển vọng kinh tế Trung Quốc u ám, Thủ tướng Lý Khắc Cường mỉa mai. Trung Quốc ngăn người dân đặt hoa tưởng niệm một năm lũ lụt Trịnh Châu. Mỹ đồng ý bán hơn 2 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho 4 quốc gia. Mỹ thu giữ quả trứng báu vật từ du thuyền Nga. Thành phố Mỹ tráng keo mặt đường để chống nóng. Tin Việt Nam. Sau điều chỉnh giá mới, nhiều cây xăng vẫn không hạ giá theo quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu bình ổn giá thịt lợn. Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu tại Hà Nội, trị giá hàng tỷ đồng. Xe chở hơn 20 khách lao xuống vực sâu. Các tỉnh miền Bắc thời tiết mát mẻ trước khi đón đợt nắng nóng mới từ ngày mai. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình cập nhật các vấn đề trong nước và quốc tế tối ngày 23 tháng 7 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin tức trên thế giới. Triển vọng kinh tế Trung Quốc u ám, Thủ tướng Lý Khắc Cường mỉa mai. Một loạt tổ chức kinh tế và các chuyên gia đã đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2022. Theo giới quan sát, nền kinh tế số 2 của thế giới sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Thậm chí là chính Thủ tướng Lý Khắc Cường, nhân vật chính trị số 2 của đại lục, cũng mỉa mai tham vọng thực hiện chính sách không Covid mà lại muốn tăng trưởng kinh tế 5,5% của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo những số liệu chính thức trong quý 2 vừa qua, GDP của đất nước tỷ dân chỉ tăng 0,4% và kém hơn so với mức dự báo là 1% được giới phân tích đưa ra trước đó. Và trong báo cáo công bố vào hôm ngày 21 tháng 7, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay từ 5% xuống 4%. Và nguyên nhân là do quan ngại về chính sách không Covid mà Bắc Kinh vẫn bám cứng theo đuổi. Còn tập đoàn tài chính Macquarie thì cho hay GDP hiện tại của đại lục mới chỉ tăng trưởng 2,5% trong với cùng kỳ năm 2021. Và theo đó, nếu muốn chạm đến mục tiêu là 5% cho cả năm, kinh tế nước này sẽ phải tăng tốc 7% trong hai quý còn lại của năm nay và điều này là không tưởng. Và gần đây, thì Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự trực tuyến đối thoại đặc biệt cho doanh nhân toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tại đây, ông đã có một bài phát biểu mà theo nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn tại Mỹ, nhà lãnh đạo số 2 của đại lục đã có dụng ý châm biếm chính sách không Covid-19 của Chủ tịch Tập Cận Bình gây ra suy thoái kinh tế. Mặc dù ông Lý không dám trực tiếp công khai chỉ trích ông Tập, nhưng những con số quá xấu xí về kinh tế trong bối cảnh Bắc Kinh vẫn tiếp tục các biện pháp phòng dịch cực đoan đã nói lên điều này. Và cũng liên quan đến Trung Quốc, chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 7, năm nay là kỷ niệm tròn một năm sự kiện lũ lụt tràn vào ga tàu điện ngầm tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho người dân mang hoa đến trước nhà ga để tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong tai họa này. Và trong khi đó, truyền thông tại đại lục cũng im lặng và làm ngơ, không đưa tin về sự kiện gây chấn động này. Và mới đây, cư dân mạng ở Trung Quốc đã đăng tải trên Weibo các bài tưởng niệm những người đã khuất trong sự cố tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu. Đáng chú ý, một số người cho hay chính quyền không cho phép gửi hoa vào các lối tàu điện ngầm. Một người dùng Weibo ở Trịnh Châu kể lại, anh đã đặt mua 2 bó hoa vào buổi trưa và dự định sẽ đến đường hầm để tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời sau khi tan giờ làm. Tuy nhiên, chủ cửa hàng hoa đã gọi lại và cho biết không thể bán hoa cho anh vì vào ngày hôm đó, tất cả các cửa hàng tại thành phố bị cấm bán hoa cho những người dân muốn tưởng niệm ngày 20 tháng 7. Chưa hết, tất cả những ai đặt hoa sẽ bị chính quyền gọi từng người một để xác nhận. Cư dân mạng này đã cay đắng và mỉa mai cách làm của cơ quan chức năng Trung Quốc rằng thật là có tầm nhìn xa, lo trước tính sau, chỉ đáng tiếc là không phải là năm ngoái. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, thì nước lũ đã tấn công Trịnh Châu và khiến tuyến tàu điện ngầm số 5 chở đầy khách bị nhấn chìm. Số người chết sau đó đã bị chính quyền che giấu. Lúc đầu thì Trịnh Châu công bố có tổng cộng là 20 người thiệt mạng. Nhưng đến tháng 1 năm nay, báo cáo điều tra của Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cho hay, sau trận mưa lớn ngày 20 tháng 7, 380 người đã chết và mất tích. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Mỹ đồng ý bán hơn 2 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho 4 quốc gia. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn thương vụ chuyển giao số vũ khí cũng như là thiết bị có giá trị lên đến là 2 tỷ đô la Mỹ cho 4 nước. Trong đó có hệ thống tên lửa Patriot của Hà Lan và tên lửa hành trình cho Úc. Quyết định của Washington diễn ra trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang theo dõi chiến sự tại Ukraine và ngày càng muốn đầu tư vào các hệ thống vũ khí.
Cụ thể, gói vũ khí bán cho Hà Lan bao gồm 96 tên lửa Patriot và thiết bị liên quan. Và nếu như việc ký kết được hoàn tất, Raytheon sẽ là nhà đầu tư chính và cũng là tổng giá trị của thương vụ có thể lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Washington cũng bật đèn xanh cho Canberra mua 80 tên lửa không đối đất của nhà sản xuất Lockheed Martin và giá trị hợp đồng với Úc lần này rơi vào khoảng 235 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ đã đồng ý cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mua hệ thống quan sát đại dương với tổng giá trị là 206 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, thì Mỹ cũng cho phép Kuwait mua nhiều loại đạn dược do Raytheon và Lockheed Martin sản xuất và tổng giá trị thương vụ có thể lên đến là 397 triệu đô la Mỹ. Tiếp đến là một tin tức thu hút quan tâm bên lề khủng hoảng Ukraine. Mỹ thu giữ quả trứng báu vật từ du thuyền Nga. Mới đây, thì giới chức Mỹ đã thu giữ một quả trứng Faberger nạm ngọc từ du thuyền bị trừng phạt của một nhà tài phiệt Nga. Món đồ này đang được cho là một trong số ít những báu vật của Hoàng gia Nga còn sót lại trên thế giới với trị giá là hàng triệu đô la Mỹ. Du thuyền trên thuộc sở hữu của ông Suleiman Kalimov với trị giá là 325 triệu đô la Mỹ. Và cuối tháng 6 vừa qua, nó đã được Mỹ chuyển từ Fiji đến vịnh San Diego. Giới chức Mỹ vẫn đang trong quá trình xác minh lai lịch của quả trứng báu vật. Và Phó Tổng trưởng lý Lisa Monaco gọi đây là một trong những khám phá thú vị liên quan đến các tài sản của Nga bị thu giữ. Quả trứng Faberger được công ty Kim Hoàn Faberger ở St. Petersburg chế tác từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Đầu những năm 1880, thì Sa Hoàng Alexander III của Nga đã tham dự một triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ và bị thu hút bởi sản phẩm này. Hơn 100 năm sau đó, cái tên Faberger được gắn liền với sự giàu sang, quyền quý và nằm trong nhóm những quả trứng phục sinh đắt đỏ nhất thế giới. Trứng Faberger hiện được coi là một đồ sưu tầm vô giá. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thành phố Mỹ tráng keo mặt đường để chống nóng. Thành phố Phoenix thuộc vùng sa mạc miền Tây, bang Arizona vốn được coi là khu đô thị nóng nhất của Mỹ, đang tìm cách ứng phó với nền nhiệt cao, trong đó có việc tráng một loại keo đặc biệt lên mặt đường nhựa để giúp phản chiếu ánh sáng mặt trời. Theo đó, khoảng 118 km đường tại Phoenix đã được tráng keo trong dự án thí điểm làm mát mặt đường trị giá 3,3 triệu đô la Mỹ của thành phố. Bà Kate Gallego, thị trưởng của Phoenix, cũng cho hay rằng mặt đường sau khi tráng keo sẽ mát hơn từ 10 đến 12 độ so với mặt đường thông thường. Bà nói rằng cư dân Phoenix cho biết họ cảm nhận được sự khác biệt. Nhiệt độ tại thành phố thuộc nhóm nóng nhất nước Mỹ này đang có xu hướng gia tăng. Vào năm 2020, Phoenix ghi nhận kỷ lục 53 ngày có nhiệt độ trên 43 độ C và báo cáo gần 200 người tử vong vì nắng nóng. Phoenix cũng là đô thị xác nhận nhiều người thiệt mạng nhất vì sóng nhiệt tại Mỹ, với trung bình hàng năm khoảng 300 ca tử vong, trong đó nhiều trường hợp là người vô gia cư sống trên đường phố. Chuyển qua tin tức tại Việt Nam, sau điều chỉnh giá mới, nhiều cây xăng vẫn không hạ giá theo quy định. Giá xăng mới chính thức được Liên Bộ Tài chính Công Thương công bố và áp dụng trên thị trường từ thời điểm 15 giờ ngày 21 tháng 7 là hơn 25.000 đồng một lít. Dù sau nhiều giờ áp dụng giá mới, nhưng tại huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang có hai cây xăng vẫn niêm yết giá trước khi điều chỉnh là hơn 30.000 đồng một lít. Và cùng lúc đó, tại cửa hàng xăng dầu Duy Bích thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Tâm tại bản Nà Liều, xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân phân phối xăng dầu quy định. Với hành vi nói trên, thì các cửa hàng xăng dầu này đã bị xử phạt hành chính với số tiền là 30 triệu đồng. Tại tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đã công bố quyết định xử phạt công ty cổ phần đầu tư Triều Võ Petro có địa chỉ ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là gần 900 triệu đồng về hành vi bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu bình ổn giá thịt lợn. Vào ngày 22 tháng 7, trước bối cảnh giá thịt heo tăng vọt trong những ngày qua, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải có ngay biện pháp đảm bảo nguồn cung thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá mặt hàng này. Thịt lợn hơi trên thị trường đã tăng từ 15 đến 20.000 đồng một kg từ cuối tháng 6 đến nay lên hơn 70.000 đồng. Giá thịt hơi tăng mạnh đã khiến giá thịt thành phẩm bán tại các chợ đi lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao cùng với các địa phương thúc đẩy sản xuất, tái đàn, bảo đảm tổng đàn cả nước đáp ứng đủ yêu cầu tiêu dùng. Việc này sẽ giúp bình ổn giá thịt lợn trên thị trường. Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra xem xét hệ thống kênh phân phối, cung ứng và đầu mối bán buôn, bán lẻ với thịt lợn, không để đầu cơ trục lợn đẩy giá. Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu tại Hà Nội trị giá hàng tỷ đồng. Vào ngày 22 tháng 7, lực lượng chức năng đã tiêu hủy gần 8 tấn hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế nhập lậu, không đảm bảo lưu thông trên thị trường.
Lô hàng ước tính trị giá 2,4 tỷ đồng thuộc sở hữu của chủ kinh doanh có hộ khẩu thường trú tại 241 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, thì chủ kinh doanh này bị Tòa án Nhân dân quận Thanh Xuân tuyên án 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội buôn bán hàng giả đối với sản phẩm sữa tắm Tetori di Origi Made in Italia. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền là hơn 129 triệu đồng. Xe chở 27 hành khách lao xuống vực sâu. Vào khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 23 tháng 7, xe khách chở đoàn 27 người từ Đà Lạt đi Phan Thiết khi đang chạy trên quốc lộ 28B đoạn qua Bình Thuận đến chân đèo Đại Ninh thì xe bất ngờ bị lật rồi lao xuống vực. Nhiều nạn nhân trong đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ bị thương. Sau tai nạn, người dân địa phương đã đến hiện trường hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe. Vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương nặng, những người còn lại bị thương nhẹ được đưa đến Bệnh viện Đức Trọng và trạm y tế xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu và điều trị. Hiện thì lực lượng chức năng đã đến hiện trường phối hợp với cơ quan liên quan để hỗ trợ các nạn nhân làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Và cuối cùng, xin mời quý vị cùng đến với thông tin thời tiết. Hôm nay ngày 23 tháng 7, các tỉnh miền Bắc thời tiết mát mẻ trước khi đón đợt nắng nóng mới từ ngày mai. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay cũng giảm mưa, hửng nắng. Dự báo từ ngày 24 tháng 7, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên các tỉnh miền Bắc có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay giảm mưa, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Dự báo từ mai, nền nhiệt khu vực này tăng lên, xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng, Bình Thuận, hôm nay chiều tối và đêm có mưa rào, mưa dông cục bộ vài nơi, gió nhẹ, dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì đến ngày 26 tháng 7. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Dự báo từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7, gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường trở lại các tỉnh này và có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!